Rồi sáng mai mỗi kẻ một con từng tấc đất quê hương. Thôi hãy quên đi vui trọn đêm nay rồi sẽ chia lìa. Sao nghe trái xé tâm hồn chẳng thu sầu gió vàng. Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc. Điều gì? Nàng cứ nói. Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ. Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quán lạnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tông biệt. Rồi sau đó hận thù ngắn nẻo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa. Thì xin hẹn lại kiếp lai sinh.
Lòng thương tương